Chán quá, chán như một con gián. Vì không ấy tán được con gián. Thật đấy, nhưng mà thật sự là em không có cái ý đấy. Tôi thì tôi biết chính xác đấy là ý của bà. Ông không phải là tôi, làm sao mà ông biết được rằng đấy là ý của tôi? Bà ông đâu phải tôi đâu, làm sao mà bà biết được tôi không biết? Nhưng ông... Thôi xin hai má, hôm nay là cuối tuần đấy, không đi đâu chơi à? Cứ ngồi ì đây làm cái gì? Vì chẳng biết đi đâu. À, bây giờ mà có người yêu thì cũng thích nhở. Những ngày cuối tuần chúng ta sẽ đỡ rảnh. Nói như cô thì ai chả muốn. Nhưng mà có phải ai cũng được may mắn như thế đâu. Thế mà có đứa bây giờ đang tay trong tay đi chơi với gái đấy. Còn chúng ta thì ngồi ở nhà ôm nhau kể khổ. Biết thế được đấy, không vun vén cho hai đứa nó. Có phải giờ này cả đội là đang ngồi than thở với nhau vui bao nhiêu không? Nội mà có không vun vén ý, thì hai người đấy cũng thành đôi. Kể ra nếu có duyên thì cũng sẽ đến với nhau đấy bà. Nhưng cái mà tôi đang băn khoăn là không biết Lão Nguyên có yêu Yến Chi thật lòng không nhỉ? Cái đấy mà còn phải thắc mắc à? Hiện thực nó hiển hiện lên trước mắt đấy thôi. Chán quá. Ước gì toát cảnh bé ba. Chào cả nhà. Mọi người làm sao ấy? Sao hôm nay em đến công ty làm gì? Bồ đâu? Không đi họ hèn à? À, chia tay đúng không? Phủi phui cái thổi mố của anh ấy. Người ta đang yêu ngon lành, chẳng qua là nghỉ vài hôm để dưỡng sức thôi. Đại ca có thấy mồm thật. Nhưng mà hôm nay ông kỳ lắm, không hừng hực như mọi hôm. Thực ra là cũng có một số vấn đề. Tôi biết mà. Có chuyện gì thì qua đây nói chuyện với tôi đi. Dựa vào vai Mai nhỉ? Thôi. Còn lâu tôi mới sang, nhưng mà tôi sẽ kể. Yến Chi thì cũng dễ thương, cũng đáng yêu, nhưng mà... Yến Chi! Anh Nguyên! Yến Chi! Ôi dồi ôi! Anh Nguyên! Dịch ra cho anh xem cái xe nào! Dồi xe đâu mà đẹp thế! Ngồi ngưng, ngồi lên! Ôi, đi vượt xe này hết ý này! Cô nàng lại đam mê tốc độ, thích đi phượt các anh em ạ. Ô, hay nhỉ. Nhắc đến con gái là người ta phải nhắc đến sự thùy mị, nết na. Đây cái cô nàng Yến Chi này lại thích đi phượt này, rồi mê tốc độ nữa. Này này, hay là ông đổi vai cho Yến Chi đi, tôi nghĩ hợp đấy. Đen hồi lực lưỡng thế này mà ai nghĩ linh ta linh tỉnh. Đấy, tôi đồng ý với bốn cái tiêu chí ông vừa đưa ra, nhất là cái tiêu chí cuối cùng. Nhưng mà tôi không nghĩ chỉ vì những cái đó mà ông lại như thế này đâu. Thực ra ấy, nếu chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng băn khoăn làm gì, mà nàng còn không biết nấu ăn. Cái gì? Không biết nấu ăn á? Thật là khủng khiếp. Này, bà không biết nấu ăn đâu, làm gì làm quá vậy? Kể từ ngày hôm nay, đầu bếp Yến Chi sẽ bắt đầu nghĩ ra một công thức để làm nên một món ăn hảo hạng. Để xem nào. Một thìa nước mắm cộng thìa nước ô long hòa chung vào mỡ sẽ thấy được màu thương nhớ. Em thêm chút nước mực cộng một chút nước lọc nấu cho tình yêu thành một món ăn nhiệm màu.
dành mãi cho Nguyên rồi. Dành tặng cho Nguyên thôi, dành tặng cho Nguyên thôi. Anh xong rồi. Có đồ ăn rồi. Em xin được trân trọng giới thiệu với anh, đây là cái món gia truyền nhà em, mang tên là mì cay siêu cấp. Ngon thế rồi, anh ăn nhé. Vâng. Khoan à. Mà em cũng phải giới thiệu thêm với anh là 500 anh em trong dòng họ nhà em phải miệt mài đi tìm 500 nguyên liệu chiết xuất từ ớt. Ví dụ như là ớt tươi, ớt khô này, ớt chuông này, ớt vàng, ớt xanh, ớt đỏ này. Rất nhiều các loại ớt để tạo nên món ăn nó gọi là xuất sắc như thế này. Sao đây ạ? Không có. Ôi dồi ôi, sơ suất quá. Em quên mất là lúc nãy em có cho một chút chút mù tạt. Nó là đặc hiệu của riêng em. Thế nên là sau 5 nốt nhạc nó mới cay, mà đến nốt thứ 6 là nó cay luôn này. Do, re, mi, fa, sol, la. Đấy không phải là không biết nấu ăn. Đấy là thần kinh mới đúng. Thì anh nói ví von như thế, mà thời buổi này con gái không biết nấu ăn là chuyện bình thường. Có gì đâu mà phải lăn tăn. Trừ khi là Yến Chi còn điểm gì đó. Đúng là còn. Cái này là quan trọng rồi. Yến Chi còn ghen nữa. Thôi xong, đấy mới là mấu chốt của vấn đề. Một người thì trăng hoa, lại yêu phải một người hay ghen. Chết. Thôi nào, đừng có giận nữa. Người ta trốn mãi mới được con Trần Tinh ra đây đấy. Suốt ngày cậy con Trần Tinh. Thôi. Có nhớ con này không? Thôi, đừng có giận, nó thấy người ta thương. Thôi bỏ cái tay ra. Nó thấy người ta thương. Bỏ cái tay ra. Con yêu quái, con yêu quái Vương Hằng mà lại dám đến đây. Đừng. Lo. Mưa 18 cộng tạp chí ED đưa tin một vụ đánh ghen giật gân của người vợ với người tình của chồng. Tôi ghê chết đi được. Này, cô tưởng tượng cái gì không tưởng tượng, lại đi tưởng tượng anh cặp kè với thằng ở bẩn này. Anh cứ làm như là em muốn cặp kè với anh lắm không bằng ấy. Mà thôi, không nói nhiều á. Mấy người chỉ giỏi ngồi đấy mà gato mua kích. Ai mà thèm gato với ông. Tôi chỉ đang tưởng tượng ra những thứ mà có thể xảy ra thôi. Bởi vì tương lai đang chờ, biết đâu bất ngờ, có đúng không nè? Đúng rồi. Không chém gió nữa. Đang êm ấm tự nhiên vào tay mấy người thành ra lanh chanh bành luôn. Đấy, thấy chưa? Bên nhau bao nhiêu lâu rồi nhưng mới xa nhau một tí là nhớ không chịu được phải gọi điện này. Này nhá. Mấy người chống mắt lên mà xem, tôi sẽ chứng tỏ tình cảm của tôi với Yến Chi cho mấy người thấy. Chứng tỏ thì bật loa ngoài lên cho tất cả nghe đi. Quá là điều bình thường luôn. Đúng ạ. Alo, anh ạ. Anh à, em suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi, thế nên hôm nay quyết định gọi cho anh để nói một chuyện. Anh cũng có chuyện muốn nói với em đấy, mà lại là chuyện của đôi mình nữa. Ơ thế ạ? Thế anh nói trước đi. Thôi, ai lại thế? Em nói trước đi. Ý em là hay chúng mình tạm thời dừng lại một thời gian được không? Em thấy em và anh không hợp cho lắm. Em nói cái gì? Bởi vì em đang cần thời gian để suy nghĩ. Mà quan trọng là sở thích của hai đứa thì cũng chẳng giống nhau. Em thì thích đi phượt, thích xe phân khối lớn. Mà anh chẳng chịu đồng cảm với em gì cả. Không sao, anh sẽ tích tiền mua một con xe phân khối lớn. Rồi anh sẽ chở em đi phượt khắp mọi nơi luôn. Nhưng đấy là một chuyện. Thế còn cái chuyện mà nấu nướng, em thì em chẳng thích nấu nướng rồi. Anh lại cứ... Em không biết nấu thì anh nấu, nó không sao đâu. Sao mạnh mồm thế? Nhưng mà cái chuyện này mới quan trọng này. Em biết ý,
là anh chẳng phải là có mình em đâu. Thế nên em không muốn anh bị dây dứt bởi vì lỡ chọn yêu em rồi. Em đừng lo, anh sẽ cắt đứt liên lạc với tất cả các cô em gái, tất cả các người con gái khác. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh hứa là anh sẽ không làm em phải khổ đâu. Em ơi đừng tin nó lừa đấy. Anh nói thì hay lắm, nhưng mà anh định chứng minh bằng cách nào? Em à, em đừng có suy nghĩ linh tinh mà. Anh hứa đấy, không bao giờ anh làm em buồn đâu. À, hay là em cho anh một cơ hội đi. À đúng rồi, ngày mai anh và em sẽ đi phượt. À, chúng ta sẽ đi một nơi thật xa. Ở đó anh chắc chắn là anh sẽ làm cho em cảm thấy yêu anh và em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời. Anh nói cái gì? Đi phượt á? Này, đi đâu? Background chụp ảnh đẹp không? Chuẩn bị bao nhiêu tiền rồi? À, đi phượt. Ở Tam Đảo, anh sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Em nhớ. Nhất trí, mai nhớ đón em ấy. Úi, đi phượt. Thôi đại ca, chắc là em xin phép em phải về chuẩn bị để ngày mai đi phượt đây. Bình tĩnh. Này, tình hình có vẻ căng đấy. Chúng ta có nên giúp không đại ca? Có nên giúp không ta? Giúp đi. Ok, giúp. Đi.